Vừa rồi N2 là chúng ta tốt nghiệp cấp tốt nghiệp đại học rồi đúng không? Đang quay rồi. N2 là chúng ta tốt nghiệp đại học. Chúng ta thi được N2 là cao tốt nghiệp được. Bây giờ chúng ta học cao học. Kanji này. Nhiều sách quá, tại vì trong này có cả mấy cuốn sách liên quan đến sách ở bên Hàn Quốc. Cuốn sách này thấy mua. Tại sao lại phải mua sách bên Hàn Quốc? Mọi người biết vì sao? Vì mọi người biết trên thế giới đất nước nào đất nước học tiếng Nhật giỏi, tiếng Nhật giỏi không? Người Hàn Quốc. Đó, người Hàn Quốc á. Người Hàn Quốc những cái âm của họ nói trong cuộc sống hàng ngày á, nhiều âm rất là giống tiếng Nhật. Rồi thì mình hỏi thử một vài người Hàn Quốc rồi thì người Hàn Quốc thì không bao giờ thi N5 N4 cả. Hầu hết là toàn thi N1. Ít thì thi N2, không thì thi N1. Bởi vì cái ngôn ngữ của họ giống như là người miền Bắc của chúng ta này vào trong miền Nam Hồ Chí Minh học tiếng miền Nam á. Chỉ thay từ thôi, ngữ pháp giống hề. Nói chung là người Hàn Quốc rất là giỏi tiếng Nhật. Đây quyển gôi này chia sẻ. Desu thì là imita, imika, desu ka đúng không? Hey, chúng ta cùng nhau bắt đầu học lên cao học. Hi. Chúng ta bắt đầu viết luận văn rồi đúng không? N5 là thi tốt nghiệp cấp 1, N4 là thi tốt nghiệp cấp 2, N3 là thi đại học đúng không? Cấp 3. N2 là đại học và N1 là cao học. Chúng ta thi vào cao học nhá. Thì làm thế nào bây giờ? Đây chúng ta sẽ bắt đầu bằng các bộ sách trước. Nhất bộ này đi. Thì em lúc nào cũng dính vào quyển này đúng không? Đầu tiên bộ sách đầu tiên đó là bộ sách Shinkansen Master. Thì thực sự mình rất là khuyên các bạn nào mà đã học đến N1 rồi, chúng ta học thường rất là gì nhỉ? Thông minh hơn rất là nhiều rồi. Thì nên học theo quyển này, theo bộ giáo trình Shinkansen Master mà gọi đặc biệt của quyển Bunkoi này. Tổng hợp ngữ pháp cho mình rất là theo một cái tư duy kiểu như theo những cái từ vựng, những cái ngữ pháp mà nó có mang ý nghĩa gần gần giống nhau ấy. Và ở đoạn cuối bao giờ nó có những cái phần tổng hợp cho mình ngữ pháp, toàn bộ ngữ pháp của N1 rất là tiện theo dõi khi mà chúng ta muốn review lại một chút về những cái phần mình đã học đúng không nhỉ? Tiếp theo, Mimika Đào Bôi cũng tương tự như thế. Giống Shinkansen Master. Okay, chỉ tội là không có kanji đâu. Hay. Nên là chúng ta cũng có thể mua về tham khảo. Trong bộ Mimika Đào Bôi được thì như lần trước mình đánh giá rất là cao phần quyển gôi của nó. Bởi vì gôi có rất nhiều từ vựng, cũng như là cái cách sử dụng trong mỗi một từ như vậy thì mình có thể hoàn toàn vừa học và vừa mang ra để vận dụng được luôn được. Okay. Nhá. Soma Tome đi. Đây là gì đấy? Gôi à? Gôi cũng rất là hữu ích đấy. Chỉ tội là trong cuốn này gôi thì nó không ra cũng có nhưng mà rất là ngắn. Bài tập ý mình muốn nói là gì nhỉ? Cho mỗi một từ vựng thì họ có ít ví dụ á. Ví dụ của họ chỉ ngắn thôi nên là nhiều lúc mình không nhớ được dài, không nhớ được lâu á. Nói chung thì không bảo tình huống cụ thể. Bộ gì nhỉ? Bộ Somatome này mà là một bộ mà rất là cũ rồi, rất là lâu rồi. Và thực sự khi mà mọi người đứng so quyển này với những cái bộ giáo trình quyển khác ấy, nó giống như là siêu mẫu ấy. Nó siêu mỏng đó mọi người ạ. Nên là thực sự là mang tính chất tham khảo thì rất là ok. Đấy. Tiếp theo, try thì nó tổng hợp tất cả các loại. Đủ thể loại luôn. Nhiều đĩa quá. Vì thế chúng ta cũng có thể ôn cuốn ngữ pháp bằng cuốn này. Xong rồi thì trong cuốn này thì có những cái phần bài tập chúng ta có thể tham khảo trong này. Có cả tiếng Việt nhé các bạn nhé, cả tiếng Việt. Tuy nhiên tiếng Việt thì cứ giải thích như này thôi. Còn nếu mà muốn hiểu rõ nghĩa của nó thì chúng ta làm sao mà trong cái mẫu này làm sao chuyển phát sang tiếng Việt nó là như thế này. Xong rồi cứ ghép vào thôi. Hãy coi mỗi một mẫu ngữ pháp là một từ vựng thì chúng ta sẽ dễ nhớ hơn. Chưa ra, nhưng cuốn này nhìn xinh nhỉ. Màu đẹp, cả đĩa màu cũng đẹp. Tiếp. Cái này chỉ về ngữ pháp thôi nhỉ chưa? Tiếp theo sau khi học về những cái kiến thức cơ bản rồi chúng ta sẽ bước vào giai đoạn làm bài tập và luyện đề thi thì đầu tiên là quyển này nhá. Cuốn này. Cuốn này chắc là mình giới thiệu nhiều rồi, không phải giới thiệu nhiều nữa. Các bạn nhớ mua cuốn này về nhá. 500 câu đúng không? 500 câu. Có từ N5 đến N1. Rất là hữu ích. Hai. Tiếp theo những bài tập làm riêng lẻ chứ chưa nói đến đề nhé. Đầu tiên là quyển này. Quyển này là quyển mới Desimula luôn. Quyển này là luyện tập về bưng po cho chúng mình. Nhưng quyển này không biết là mua ở đâu ấy. Cuốn này á? Cuốn này mua bên Nhật. Mình vừa chuyên môn về.
Mình vừa chưa muốn về nhưng mà nhìn thấy rất là hay bởi vì có rất nhiều bài tập trong này này. Đây là No Looks Can Tie Saku Mon Dai Siu Bung Bo. Các bạn nhìn thấy màu nó như thế này nhé. Đẹp nhỉ? Tiêu đề nó giống giống nhau á. Các bạn ở bên Nhật hay là các bạn nào có thể search Amazon để tìm ra những quyển sách này rất là đẹp. Ok. Này. Sách của Nhật thì rất là đẹp đúng không? Tiếp theo, bộ sách tiếp theo mà Dùng có thể để làm bài tập được đó là quyển TT Toreningu, Snap Toreningu. Toreningu này thì có hai quyển. Một là nó sẽ luyện cho mình về Mojigo, tức là từ vựng và kanji. Và thứ hai là luyện cho mình về Bungpo, tức là luyện một trong những cái phần đầu tiên khi mà vào bài thư đi, đúng không? Thì hai quyển này, hai quyển rất là dày. Bởi vì sao? Bởi vì nó sẽ có giới thiệu rất là nhiều kiến thức mới, cũng như là những cái bài tập làm và đi kèm. Thì hãy rất là khuyên các bạn nên mua những quyển sách như thế này. Mình thì mình rất là thích sách kiểu như là nhìn vừa đẹp. Xong rồi về làm bài tập thôi, được. Bài tập có rất là nhiều, làm được luôn nhá. Làm nhiều bài tập là đi thi kiểu gì cũng kiếm được khá là nhiều điểm. Cứ phải làm nhiều bài tập đúng không? Tiếp theo là một quyển cũng là luyện về Mojigoi và Bungpo. Tên là Nihongo no Ryukusuke Nijunichi de Gokaku Nichi. Thì trong này nó tổng hợp các bài tập bao gồm từ vựng, ngữ pháp và chữ Hán để cho mình làm. Đấy, các bạn mang ra tham khảo. Nhớ mua quyển này nhá. Nhìn quyển này chưa? Ok. Quyển này như mình mua ở nhà sách ở trước cửa Đại học Hà Nội. Tiếp có một quyển không biết là nằm ở trong tủ sách của mình từ bao giờ. Nhưng mà đây là quyển Chokuzen Tai Saku mà. Nhưng mà Chokuzen Tai Saku của N1 thì hình như mỏng hơn rất là nhiều của N3 và N2 đúng không? Đây quyển Chokuzen Tai Saku cũng gồm những cái đề thi để luyện ôn thi N1 bao gồm về Bungpo và Mojigo snap. Không có chữ Hán. Mọi người nhá, quyển này là một quyển khá là cũ nếu các bạn mở ra. Và khi mà mình làm mình thấy nó khá là cũ. Tuy nhiên từ rất là nhiều và từ cảm tưởng như là đi thi của N1 nó trúng rất là nhiều ấy, cảm tưởng như trong quyển này như vậy. Từ rất là nhiều, rất là đáng tham khảo mặc dù một quyển cũ nhá. Hay nhớ cho cơ gen tai xác cự nhé, quyển N1. Tiếp theo. Cuốn này là cuốn gì đấy? Cái cuốn này thì mình chưa dặn. Nhưng mà mình xem qua thì này. Rất là nhiều bài tập. Ôi, toàn bài tập đấy. Bài tập hay mà. Tất cả đều là bài tập hết các bạn ạ. Ôi, thế này thì nếu mà muốn đỗ thì phải làm bài tập. Rồi, ok. Bài tập nha các bạn nha, cuốn này này. Shinkansen Master. Goi. Đây là Nihongo no Kyo. Cả N1, N2 này này. Các bạn mua cuốn này về này. Làm đề. Thì bởi vì là thực ra khi mà chúng ta thi N1 ấy, thì sẽ gặp rất là nhiều những cái từ vựng của N2 nữa. Cả N2 nữa. Nên là phải ôn lại một chút. Tiếp theo là những đầu sách để làm đề. Thứ nhất là đầu sách gì này? TT đô đi được. Từ TT này. Các bạn tham khảo trong N2, các cuốn sách N2 rồi cũng biết rồi đúng không? Nó sẽ phân ra từng phần một. Phần một. Bungpo, xong từ vựng, xong thì cuối cùng là chokai, qua chokai. Tiếp theo, đầu sách tiếp theo Enichi Moshi, nằm trong bộ sách Moshi đúng không? Quyển này có hai đề. Hai đề nhá. Tiếp theo đó là một quyển gì nhỉ? Gokaku Dekiru. Cũng là có mấy đề đây, quyển này có hai đề. Gokaku Dekiru. Tiếp theo và cuối cùng đó là Super Moshi, bao gồm có ba đề. Bao gồm có ba đề khác nhau đúng không? Và cuối cùng, hôm nay đến N1 rồi đúng không? Cuối cùng thì lẽ ra quyển này nên giới thiệu từ sớm. Đây là một quyển của mình thì nó hơi cũ nát nát một tí nhưng mà mình mua từ khá lâu rồi. Đây là sách của Nhật đấy, giấy Nhật hơi đẹp luôn. Mình mua từ khá lâu rồi, sách nó dùng nát hơi nát sách một tí. Từ điển mẫu câu, tiếng Nhật gây dùng cho giáo viên và học viên. Tức là tất cả mọi người đều có thể học được. Nếu mà bạn thắc mắc về một mẫu ngữ pháp nào đó thì bạn nên tham khảo cái cuốn này. Bởi vì cái cuốn này là do rất là nhiều giáo sư hay là giảng viên của trường đại học của Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Thúy Hương này này. Ok, biên dịch ra có cả tiếng Việt giải thích rất là cụ thể từng mẫu một, Vì thế mình đi nhờ giới thiệu cuốn này cho tất cả các bạn, tất cả mọi người học tiếng Nhật nên mua cuốn này. Quyển này thì bây giờ nó to lắm. Bây giờ người Việt tức là nó tái bản nhiều lần mà nó dùng những cái giấy của bên Việt mình ấy thì nó dày và to rất là nhiều. Đây là giấy Nhật thì nó hơi mỏng một chút. Nhưng mà thực sự theo kinh nghiệm của mình thì từ ngày mà mình học bắt đầu biết tra từ điển, biết dùng, biết tìm hiểu về các mẫu câu ở bên tiếng Nhật rồi á thì dùng quyển này rất là sướng mọi người ạ.
ngữ pháp gì cũng có, và quyển này gần như quyển sách gối đầu giường. Mỗi khi mà chúng ta có một ngữ pháp nào mới thì đều có thể hoàn toàn mở ra để tham khảo được. Và mình rất là khuyến khích các bạn, mỗi người nên có một quyển sách như thế này trong tay, rất là tiện dùng. Thực ra tất cả những cái ngữ pháp clip mà mình làm với cô Thanh trên mạng á, là mình tham khảo tất cả các loại sách, Google trên internet, hỏi mẫu câu, xong thì hỏi người Nhật, xong thì tra trong cái cuốn này xem ý nghĩa của nó như thế nào, rồi mới tạo ra một cái bề dạng như vậy. Thế thì nằm trong tổng 5 clip giới thiệu về các cuốn sách của Khi Học Tiếng Nhật này thì đầu tiên lý do vì sao bọn mình lại làm một clip như thế này hả thầy Dũng? Bởi vì có rất là nhiều các bạn hỏi câu hỏi rằng là anh ơi giới thiệu cho em một vài cuốn sách đi, em không biết học từ cuốn nào. Rồi thì mình cũng muốn giới thiệu nữa, bởi vì mình muốn chia sẻ tất cả những cái gì bổ ích cho tất cả mọi người. Thì hy vọng là 5 clip này cũng không liên quan gì đến bài giảng, nội dung bài giảng cả, nhưng mà hy vọng phần nào sẽ giúp ích được cho tất cả các bạn nào mà đang băn khoăn khi mà đứng ở trong hiệu sách để tìm một cuốn sách cho mình về ôn thi năng lực tiếng Nhật, đúng không? Thì sách thì mình không bán đâu, nhớ sách chưa? Không bán. Các bạn nhớ đi ra các hiệu sách ở xung quanh các trường đại học có tiếng Nhật, ví dụ trong thành phố Hồ Chí Minh mình không biết đâu, mấy trường đại học nào có khoa tiếng Nhật đấy. Hay là nếu mà ở Hà Nội thì đi đến trước cổng trường đại học Hà Nội, hay là trường đại học cổng trường đại học Quốc gia, có rất nhiều cách, có rất nhiều những cuốn sách như thế này, các bạn có thể mua về và tham khảo. はい。はい。じゃあこれで終わりましょう。はい。祝各位学得、祝各位有一年安宁。バイバイ。バイバイ、mọi người。